Như các bạn thấy thì đây là những cái mẫu dây đồng hồ dành cho đồng hồ Apple Watch. Thì những cái mẫu dây này thì bên mình đang có cái mẫu dành cho size 38, 40 và 42 và 44. Thì các bạn sẽ dùng chung cho cái size 38 và 40 và 42 và 44 là sẽ dùng chung cho nhau. Thì ở đây có cái màu đen, màu đỏ, màu hồng, màu xanh đậm, màu xanh blue và màu trắng. Thì cái màu xanh đậm này này, cái màu xanh này này, xanh rêu này là cái màu mà mình thấy là cái xu xu hướng của năm nay là đang hot. Thì hiện tại đã có cái màu xanh này rồi. Thì giới thiệu với các bạn đây là cái dòng dây cao su được Cotexi sản xuất. Cotexi là một hãng chuyên sản xuất cái phụ kiện dành cho điện thoại iPhone, Apple Watch, máy tính bảng, rồi nói chung là tất cả các dòng phụ kiện dành cho đồ công nghệ. Thì với cái đồng hồ Apple Watch cũng không ngoại trừ, Cotexi cũng đã sản xuất rất là nhiều cái mẫu dây, từ mẫu dây kiểu như là dây Nike này và dây Milan như mình đã giới thiệu với các bạn trong những video clip trước. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một vài cái mẫu dây mà nó là cái mẫu dây silicon, nó là dòng dây cơ bản mà các bạn có thể tham khảo ở đây. Thì cái mẫu dây mà các bạn mình thấy là cái xu hướng của năm nay đang hot, đó là một cái màu này, màu xanh sẽ đây gọi là màu xanh đậm, màu xanh xanh rêu ấy. Thì mình sẽ làm mẫu thử cho các bạn để các bạn có thể cảm nhận. Nói về cái chất liệu của cái dây này thì nó cũng tương đối là ok đấy, so với cái dây chính hãng thì nó là 19-10. Cái dây này nó sẽ mỏng hơn dây chính hãng một chút và nó mềm hơn, và đặc biệt là nó xịn hơn cái dây mà gọi là dây fake đang bán ở trên thị trường. Thì cái dây fake ở trên thị trường ấy, nó sẽ thiết kế thì nó y hệt như vậy, thế nhưng mà nó sẽ không có cái độ bám, nó sẽ không có cái độ chống bẩn, chống bụi. Đó, thì cái dây của Cotexi cái độ hoàn thiện của nó cao cấp hơn và nó chống bẩn, chống bụi tốt hơn. Như cái dây này là cái dây theo phong cách Nike của Cotexi, thì mình đã đeo được gần 1 năm rồi, và như các bạn thấy là cái chất liệu của nó không hề bị giãn và nó không hề bị bám bẩn. Đó, thì cái mẫu này mình cũng đã giới thiệu với các bạn trong những cái clip trước. Thì đây là cái mẫu mà mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái mẫu dây màu xanh. Đó, anh em nào mà đã đặt hàng ở bên Westcom rồi thì anh em có thể lưu ý là hiện tại bên Westcom đã có cái dây màu xanh rêu này rồi. Đó, thì giá của cái sản phẩm này chỉ có 260.000 thôi nhá, 260.000 đồng màu. Đây là cái dây màu xanh blue này, xin lỗi, dây màu xanh rêu này. Thì còn blue thì sẽ có cái dây đây, đây là xanh blue. Cái bộ dây này thì nó sẽ có một cặp, nó chỉ có duy nhất một dây trên và một dây dưới thôi. Còn bên cạnh đó thì có cả dây dây đen và dây trắng. Đây, dây trắng thì nó sẽ sáng và nó sẽ không bị bám bẩn đâu. Anh em sử dụng cái đồng hồ Apple Watch mà sử dụng cái dây màu sáng này thì nó cũng phù hợp cho anh em khi mà đeo cái phiên bản màu sáng. Nó là màu màu trắng ấy. Đó. Tất nhiên thì với những cái mẫu phụ kiện như thế này thì mọi người đều có thể thay thế. Cái dây nó là giống như là cái vỏ ốp điện thoại, nên anh em các bạn có thể thay thế bất cứ lúc nào. Khi chúng ta cần đổi cái style, cần đổi cái phong cách thì chúng ta sẽ sử dụng những cái mẫu dây như thế này. Đó, cũng rất là đẹp. Tất nhiên thì với tay mình thì nó không được đẹp cho lắm, nên là khi các bạn, nếu là các bạn nữ mà đeo cái size to thì cũng có thể sử dụng dây trắng như này, rất là ok. Đó. Cái độ hoàn thiện của dây rất là tốt. Và cái khi các bạn giờ sử dụng những cái mẫu dây fake ấy, thì các bạn thường là để ý là cái lẫy này, lẫy đeo này của các bạn nó sẽ không được chắc chắn. Đó, thì còn đối với dây Cotexi thì cho vào nó rất là nuột và nó ăn ngay, nó không bị tuột, nó bị trôi giống như là những cái mẫu dây fake. Dây fake thì nó sẽ có thể là cho vào đây, nhưng mà nó khi các bạn đẩy sang nó vẫn không, nó vẫn sang bình thường, có nghĩa là cái mấu này nó sẽ không ăn với cả cái khớp của đồng hồ nên dễ bị rơi, dễ bị tuột. Có cả dây màu hồng cho size 40 này. Thì ở đây mình có cả dây màu đỏ cho size 40 nữa. Size 40 có dây màu đỏ. Ok. Đấy, size 40 có dây màu hồng.
màu hồng thì hình như là không có size 44 đâu, tại vì size 44 thường thì dành cho nam. Đây là các cái mẫu mà như vừa giới thiệu với các bạn, thì nếu mà muốn mua số lượng thì đều có. Đó, đây nữa. Đấy, có rất là nhiều để cho các bạn có thể tham khảo. Ở đây mình có gần 100 cái sợi dây này để phục vụ cho anh em, phục vụ cho các bạn. Khi mà anh em mua cái Apple Watch hoặc là với những cái bạn mà mua Apple Watch đã qua sử dụng ấy, thì thông thường ấy thì nó sẽ chỉ có cái body này thôi, và cái dây là sẽ được tặng kèm. Thì những cái mẫu dây này là cũng sẽ là những cái mẫu dây mà mình tặng kèm cho anh em, cho các bạn khi anh em cùng các bạn mua những cái sản phẩm Apple Watch đã qua sử dụng của bên mình, và tất cả các sản phẩm đều được bảo hành. Đó. Thì anh em quan tâm có thể truy cập vào website uscom.vn hoặc là tham khảo đường link ở phía bên dưới mình sẽ để. Cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.